Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một loại viên uống rất nổi tiếng của Murad có tên là Hyaluronic Dietary Supplement. Đây là bao bì của sản phẩm. Mọi người có thể thấy được logo của Murad được in nổi ở đây. Và quy cách của sản phẩm là 60 viên một hộp. Sản phẩm này giúp chịu nước cho tế bào, giúp da luôn căng mọng, mềm mượt và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Trên hộp của sản phẩm thì sẽ có thông tin về công dụng bằng tiếng Anh và bảng thành phần của sản phẩm. Trên nắp hộp thì được đảm bảo chắc chắn bằng tem chống hàng giả. Và dưới đáy hộp thì sẽ có mã vạch và thông tin về hạn sử dụng. Sản phẩm mình đang cầm trên tay có hạn sử dụng là tháng 9 năm 2019. Giờ thì mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong. Sản phẩm này hơi khó mở một chút. À, được rồi. Đây. Bên trong thì sản phẩm này cũng được bảo vệ bằng một lớp bọc. Và những thông tin trên hộp này cũng tương tự như trên vỏ sản phẩm về bảng thành phần và công dụng. Dưới đáy hộp cũng là hàng sử dụng của sản phẩm. Các bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm ở phần mô tả bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên bấm like và theo dõi cái channel của mình nha.